Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật hoát vòng từ xa. Đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung kính quý sư cô, xin mời quý vị đồng tu của chúng ta được Phật cầu gia trì. Nam mô Mỹ Tho và Độc Giá đã lên tập tu
Và trên này hôm nay là ngày thứ hai, và phát tâm tu nửa tháng. Và chúng tôi cùng với quý vị khoảng 40 vị đó để cộng tu. Và hôm nay đây là chúng tôi giảng thôi những người niệm Phật cho chư vị cộng tu. Tuy nhiên theo tâm nguyện là hàng chủ nhật hàng tuần chúng ta sẽ ngồi để mà ôn lại những lời phát nguyện của Đức Phật Di Đà, đó là 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Và lời nguyện hôm nay khá là quan trọng, vì vậy cho nên ngài Hạ Liên Cư sẽ kết hợp cái nguyện thứ 21 này là cái nguyện riêng, không có chung với những nguyện nào khác. Nguyện 19, 20 thì chung với nhau, nguyện 21 thì là riêng. Và quý vị Phật tử đã phát tập về đây phát tâm và tu tập nửa tháng, một ngày chúng tôi tu được 10 tiếng. Tính theo một cái một ngày chúng ta tu tập 10 tiếng và nghe pháp một tiếng thì phải còn như thế. Và không ngờ hôm nay đạo tràng chúng ta tương đối khá là đông. Di Linh, Bảo Lộc, Đức Trọng, Long Đồng đã làm xuống. Và hôm nay chương trình về tu tập. Và chúng tôi sẽ tuyên thuyết về cái nguyện thứ 21 này. Là như vậy thì ngồi bó tay xuống thì có thoải mái, lưng thẳng và tập trung cao độ, đừng để phân tâm. Và mọi công việc mình ghét rồi hết thì định lực chúng ta, tâm niệm chúng ta thành kính và thanh tịnh, thì tất cả những cái lời trong kinh này và cũng như những cái điều chúng tôi truyền đạt và quý vị sẽ nhớ rất là kỹ. Và càng tập trung từ nào thì cái tần số của quý vị nó cảm đến những cái lời kinh này và cảm đến cái tần số và cái tâm nguyện của chúng con, thì sau khi một buổi giảng xong mình có những cái cảm giác và có những cái tâm quan nghĩ và lập pháp thủy xuống này. Thì kính thưa quý vị, hôm nay pháp hội chúng ta có nửa tháng tu tập, một ngày 10 tiếng. Nếu quý vị nào phát tâm về tu hàng ngày thì rồi chúng ta về lại thì hiện tại thì bố thuộc vị phạm lý tho trợ giá về thì cũng không còn chỗ để nghỉ, mà chúng ta chỉ về ban ngày, chúng ta tu tập một buổi cũng được, buổi sáng từ 8:30 và chúng tôi giảng đến 9:30, ta tu tập đến 12 giờ, và chiều quý vị có thể đến tham dự 2:00 đến 4:30. Mà đặc biệt những bậc cụ già như vừa rồi có cụ bị gãy chân, mỗi lần đi phải khiêng ra đây, phải khiêng ra. Và cụ lên trên này cụ nói rằng không chỉ xin ở một tuần nhưng bây giờ cũng thấy khỏe quá, vì khi ở nhà một tiếng đồng hồ là cũng phải nằm chứ không thể nào tu được với đại chúng. Cũng rất là yếu, không ngờ sau lên trên này cũng rất là khỏe. Mỗi lần đi phải khiên bị gì chân gãy á, phải khiên cụ đi, ngồi trên ghế không ngồi dắt được. Và cụ bây giờ xin thêm một tuần nữa, tức là tu nửa tháng. Cái nhà hỏi cụ lên đây muốn ở luôn giảng sao không, cụ muốn. Thành ra không biết vì sao, chắc là do khí hậu. Khí hậu trên này nó mát, nó dễ chịu. Hả nè, Đà Lạt nó lạc lạc, nó gần cực lạc, nó mát mát ha. Rồi thế này tu tập và cái lực của đại chúng. Sáng hôm nay có một cô, cô ngồi cô nói mỗi lần cái điều thầy niệm Phật đi kinh hành nó xúc động. Còn xúc động bao lâu? Xúc động rất là nhiều. Thì chúng con nó không nên để xúc động nhiều quá, nó cản trở cái niệm Phật của mình, rồi nó ảnh hưởng cái sự niệm Phật của mình. Tại cho cái vô lượng thọ nói, khi nghe câu A Di Đà Phật, khi đọc tụng cái vô lượng thọ mà lòng của mình xúc động, tâm của mình rung động, kinh lòng nó rung động, chảy nước mắt, nên nó gọi là chảy nước mắt. Người này không phải người thầy. Quý vị coi cái vô lượng thọ, và hôm nay đã đến sau một ngày cuối. Và mỗi về chiều hôm nay chúng tôi tặng cho một vị một cuốn
để về quý vị có kỹ tài, chúng tôi đã soạn cái nghi thức là lấy trong kinh Pháp Hoa và dòng Chí Tịnh có đưa ra cái kinh Pháp Hoa là chúng ta tu tịnh độ là thôn tịnh độ, là này thương tịnh quan tịnh độ, A Di Đà Như Lai phát thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Chúng ta đưa 12 cái lệnh này vào đến khi thanh tịnh bài hạnh phúc. Và quý vị coi trong này không có bị xen tạp, không có bị xen tạp. Nguyên bản của cái kênh này có hòa thượng Đức Niệm dịch rất là chuẩn, nhưng mà theo đường hướng của hòa thượng Tịnh Không, khi tu tịnh độ là chỉ duy tu, duy tu không có tạp tu, không có xen tạp. Vì vậy cho nên chúng tôi lọc cái chủ đề đi ra để thuần về tịnh độ không, và cái cuốn cái vô lượng thọ quý vị đã đang tập. Và ra hà chúng tôi sẽ tiếp 1000 cuốn nữa, mới về đây là đã có người thỉnh năm trăm cuốn về tận rồi. Nhưng mà điều có một cái chúng tôi cũng ưu tư là cái cuốn kinh này soạn rất là kỹ, và cái nhà kinh này nó rất là kỹ. Quý vị coi cuốn kinh lọc ra nó nằm yên, chứ không phải cuốn sách, không có bị lọc cất lại được gì, không có lọc cất lại. Và giấy này là giấy ngoài, toàn bộ là ngoài hết, cho nên thành ra nó rất là giá trị. Không biết cái tầm giá trị của quý vị khi học cuốn kinh có trân quý, rất là trân quý, nhưng mà chúng tôi trân quý lắm. Bởi vì 2 tháng trời mới soạn, mới sửa cho được hoàn chỉnh, hôm nay 99% đến 1000 cuốn soạn cho nó hoàn thiện thêm nữa. Và đặc biệt có một cái là hòa thượng đức niệm dịch cái cuốn này văn từ rất là hay. Ngày đầu tiên Phật tử ở đây còn nó còn lỗi chổi, nó bắt đầu bước sang hồi hôm qua hôm nay là vô định, tụng rất là đều ca và rất là thích, ai cũng hoan hỉ, rất là dễ hiểu và rất là sâu sắc, và chữ rất là lớn. Và chúng tôi vô cùng sung sướng khi quý vị hiểu được vô lượng thọ. Và thực sự không nói với một nhắc hoài, ngày nói là 3 năm như một ngày tụng 3 bộ đi, khai mở thiền định. Thì sự thấp chúng ta bây giờ không còn được một ngày 3 bộ, thì chúng ta có một ngày 1 bộ. Biết giờ là từ bắt đầu là khi lập đàn vô lượng thọ, đây chúng tôi lập đàn bắt đầu thỉnh cho vô lượng thọ về lập đàn tụng 2 ngày rồi một ngày 1 bộ. Nó rất là gọn, rất là nhẹ nhàng, nó không có dày, vừa sức chúng ta cũng có bị ở nhà tụng 2 ngày 1 bộ. Thì chúng con một ngày một bộ thì phải là 9 năm, 3 năm như một ngày 3 bộ. Bây giờ một ngày một bộ này tụng 9 năm, mà phát nguyện tụng luôn, tụng vô lượng thọ luôn, càng tụng niềm tin càng dâng càng. Vì thấy cái báo và cái báo mình càng tụng cái nguyện mình tha thiết, không biết ở đâu nó xuất khởi cái điều này. Nhưng mà không tụng chúng ta phải cho nên thành ra và sự kỳ sao vậy? Thì mình không có nói rằng chúng ta phải tụng vô lượng thọ 3 năm như một ngày 3 bộ. Bởi vì muốn cho chúng ta đạt được cái niềm tin bất có nguyện, rồi tùy theo cái duyên mà chúng ta bị sâu hay hẹp, để sự bản thân của chúng ta nó thấp hay là cao. Mà cái gốc là làm sao chúng ta phải tính nguyện, tin sâu nguyện tha thiết, muốn tin sâu và nguyện tha thiết. Vì vậy cho nên ngài nói gì? Tụng 3 năm như một ngày 3 bộ. Thì tâm chúng ta nó bị nhập vào trong cái kênh này. Kênh này là diệu dụng lưu xuất từ ý niệm và thể tánh thanh tịnh của Phật, của Đức Phật Di Đà nói chung, và nhất thiết chư Phật nói, của Đức Phật Di Đà nói riêng, và của nhất thiết chư Phật nói chung. Và đây là ý báo và chánh báo của Phật Di Đà. Và tất cả chư Phật có người ra, mà người có từ đâu? Người có từ nơi 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, là ai thọ trì độc tụng vì người diệt thiết thì nhất thiết chư Phật sẽ gia trì cho người. Chúng tôi thấy là học chuyện này rất rõ. 8 năm trời là trên kinh đúng, 7 năm trời đi một vài cụ nó thơ không công. Hôm nay 20 người về xin ở có công cụ tổ chức. Vì sao? Vì cái pháp này là đúng thời, đúng lúc, là vô mùa, là đúng bộ rồi. Thì chúng ta thực cái này phải chúng ta tự khoan khoan, mà đây là cái kết quả mà chúng ta thấy rằng nó cảm được những người tu tập. Và hôm nay ở đây chúng ta một ngày
ngày đồng hồ mà phải tiến tâm và tụng luôn, tụng như thế là bản sanh luôn. Bởi vì không biết định lực, cái nguyện lực chúng ta đi đến khi bản sanh, không biết rằng cái tâm lực chúng ta còn có đủ đi kịp, đủ đi kịp để nguyện tha thiết. Khi một người tin đi đó rồi, gặp bất cứ sự việc bất tận, chờ sự việc bất tận, người tin bất tận. Cho nên thành ra hôm nay quý vị, trước mặt quý vị thì quý vị đưa họ, và sau lưng của trên này chúng tôi đưa vô trong cái tấm chủ đề là phát nguyện đảnh lễ sám hối bản thân. Kính lời Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xin đảnh lễ này cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang trí độ. Chúng ta phải làm cái điều này để sau lưng và mỗi lần của tối sau khi tôi buông không đứng lên phát nguyện để sám hối bản thân. Và người thứ năm mốt là nguyện sám hối bản thân. Đây, cho nên thành ra chúng tôi coi cái nguyện này chúng tôi xúc động. Bởi vì Phật A Di Đà quá là đại ư, quá là đại từ, và muốn cho được vãng sanh sớm và đầy đủ phương tiện tinh sâu nghiệp thiết và tội mình được tiêu thì phải sám hối và bản thân, để sám hối để tiêu nghiệp và bản thân. Cho nên thành ra khi mà Ngộ Đạo Quốc Sư bị một vẻ mặt người bị tinh chân đến gặp ca ca con giả và phát nước suối rửa suối đeo rửa sạch, rửa xong được một vẻ mặt người rồi về là có gì quý vị? Từ quý vị xong đúng không? Ngài nói là cái pháp sám hối nó vi diệu, nó chuyển nghiệp và nó giải quyết con giải thoát. Chuyển nghiệp tức là cái phương pháp sám hối khi mình lại là một phương pháp thể dục rất là y học mà các sư đạo kinh chúng tôi đã giảng lễ Phật của y học đã định cái cuốn lễ Phật y học để cho quý vị đúng không? Một vị pháp sư đạo kinh bị ung thư là một bác sĩ mà chữa bệnh ung thư mà bác sĩ làm được ung thư cuối cùng thuốc không chữa được bỏ tay di căn rồi. Vậy mà hôm nay vậy mà bác sĩ lễ Phật hết bệnh ung thư gọi là lễ Phật y học, bác sĩ kết hợp giữa cái lễ Phật y học cuốn sách này rất đặc biệt. Chúng tôi đã thêm được 1.000 cuốn, giờ đây phát tâm 10.000 cuốn trên cuốn này và phát vô lượng thọ phát tâm lên 10.000 cuốn. Hôm nay đã được 1.000 rồi, ra hạn đến 10.000 cuốn trên lượng thọ để gieo duyên tất cả mọi chúng sanh. À, và hầu như Phật tử ai cũng đều thích. Chúng ta thấy là có cái chú đó trong 2 ngày là con thấy mà càng tụng nó càng tha thiết, càng tụng mình thấy rằng cái tâm của mình cái nguyện nó tha thiết, càng tụng là mình thấy cái niềm tin nó sâu sắc. Một cái điều lạ này, cái điều rất lạ. À, cho nên thành ra cái phương pháp sám hối và cái nguyện thứ 21 này chỉ rất rõ quy định sám hối ai và đối tượng sám hối là gì. Thì thường chúng ta sám hối là như thế nào? Chúng ta không phải là hành giả của tịnh độ thì chúng ta phải sám hối, sám hối lương hồi sáng. Thường chúng ta phải hỏi như sư phụ nói, con nhớ điều thầy dạy hay không? Nếu con bị cái nghiệp gì con vào con sám hối nó mới chuyển nghiệp được. Mà sám hối đây là nếu có tại chúng cái lưng là chúng sám hối thì lại tốt, còn không thì con đóng cửa nhà thất mà sám hối. Cái phương pháp sám hối nó vi diệu được, nó là một phương pháp thể dục toàn thân, một phương pháp yoga tuyệt hảo, mà là một phương tiện gọi là chuyển nghiệp rất quý diệu. Nhưng mà nếu chúng ta sám hối một tháng, chúng ta chỉ sám hối 2 ngày hồng danh, mà có nhiều người, có nhiều chùa sám hối là tập ngồi tập cho đến khi danh hiệu Phật Thích Ca đổi lại, và chúng ta lại là mong cho hết giờ để lại xong cái nam ẻ ỏi nhẹ người ra mồ hôi ẻ ỏi cả người, nó mệt mỏi, nó khó chịu, và trong lúc lại mình thấy mình nôn nóng cho nó xong, hoặc giả là thấy mau quá, vì vậy cho nên thành ra không kết quả, không kết quả. Bây giờ chúng ta phải lại như thế nào, giữ nhịp niệm Phật ra sao để cho cái lại chúng ta nhịp nhàng nhẹ nhàng thảnh thơi thoải mái, sau khi lại một tiếng đồng hồ xong ra thấy khỏe hơn, đúng đúng không? Còn sau khi mình lại xong mình thấy mình mệt là bởi vì cái tâm mình nôn nóng mà lại mau hết mà lại không này, không được, không được lại cái trạng thái là năng lễ thể sở lễ tánh không tịnh cảm ứng đặc nhân của cái niệm, tức là mình là năng lễ, Phật là sở lễ, lễ là sao thanh tịnh, thanh tịnh cả thân và tâm, tâm của mình là thanh tịnh, nó bình thản, nó an lạc, thân của mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng bản thân. Hôm nay sáng Phật tử tu 2 tiếng, ngày mai Phật tử tu 3 tiếng,
lạy một tiếng đồng hồ không biết mà bà cụ già 87 tuổi cũng lạy một tiếng đồng hồ không biết mà. Cái đây là cái phương pháp của chúng tôi đồng hồ phải nghiên cứu điều này. Nếu không có cái câu này đi đồng hồ thì điều gì đó thì chúng ta lại nó sẽ đôi mỗi ngày. Bây giờ nhờ cái câu này đi đồng hồ điều gì còn đối tượng chúng ta lại là chỉ một hoặc hai là chỉ một hoặc hai là làm sao lại một Phật A Di Đà để cả một Phật A Di Đà tức là cả tất cả Phật lý của quan niệm một là tất cả một nhất tức nhất và đặc biệt cái nguyện của Phật A Di Đà là ai là Phật A Di Đà thì mười phương chư Phật đến để hội thiện cái điều đặc biệt các vị Phật căn không nghe được không đâu cái điều này chúng ta nói cái điều này là cho cái Phật thì quan niệm bằng nhau và nguyện lực thì nó sâu tất cả các loại này. Vì vậy cho nên nếu ta bà chúng sanh ta bà mà lễ Phật A Di Đà cảm được Phật A Di Đà thì hàng hà sa số Phật để xuống để mà hội niệm mình bằng chứng khi chúng ta phản sanh thế chỉ cần khi đà cho được đó quan âm cam lồ lửa lên đầu thánh chúng và hàng sa chư Phật đến để mà tiễn đưa chúng ta về một người nào hộ niệm cho một người về là Phật cái hạnh này bằng cái hạnh Phật mình cùng Phật đưa người này về Phật cái hạnh này là siêu phương tiện vì sao mà siêu phương tiện vì một đời này về Phật không để ba thanh kỳ không để tắt ở chỉ thân đời này rồi pháp luân này gọi là tự tâm gọi là bất tử là tức không chết thấy Phật về đó gọi là chết đâu có tắt ở đâu hay người hơn mà về mà có khó không rất dễ mười niệm bản sanh và niệm thứ 18 rất khó mười niệm phải buông xuống hết vạn duyên mà không những vạn duyên hấp trầm người nào buông mà ngay cả Phật pháp của buông nghĩa là ngã chấp và pháp chấp phải buông sạch nhưng còn chấp một ngày đó là chấp trì cho điều nhường nhất nhường cho đến 7 ngày nó đủ được cái năng lượng nhất tâm Phật độ hay gọi là trong cái người thứ 21 này gọi là nhất tâm thề cho nên thành ra cái vấn đề dễ cũng rất dễ là 10 niệm là cảm thấy Phật mà khó cũng rất khó là 10 niệm phải buông xuống vạn duyên thì chúng ta mới cảm được vì lúc đó mà cái tâm mình còn nghi ngờ không biết rằng là Phật Di Đà có hay không và vì mình nặng quá không biết là Phật Di Đà có rước hay không thì đó là cái nghi ngờ của người trở nặng rồi kêu con dùng tụng thêm chú đại bi để Bồ Tát quan tâm để chú Bồ Tát còn tụng thêm những cái sám hối khác lương hồn sám hối sám hối những cái khác để làm gì để cho Phật thánh chúng á kêu Phật Di Đà đến cái gì người nói vậy một mình Phật Di Đà ở bên người muốn ức tội xa quá đi ngày đó thuyết pháp cứ nói cho nên thành ra mình niệm ngày không nghe thôi mình thêm lương hồn sám để các Phật đến kêu Phật Di Đà xuống. Nếu không cảm được Phật Di Đà tức là không cảm được các Phật khác mà cảm được Phật Di Đà tức là cảm đến tất cả Phật Bồ Tát khác thì mình cần một đối tượng để mình cảm không cái tâm cái gì phải không ạ cái này cái gì mà trong phải không phải mình không nói cũng trong phải vì sao trong phải bởi vì kêu mình phải tu cái nhiều mình tu cái nhiều pháp quan lăng nghiêm rồi niết bàn đủ thứ tam tạng cái điển mà tu chúng ta không cần tu như vậy chúng ta cần làm sao về gặp là Phật A Di Đà về cái Phật Di Đà và học trực tiếp cái Phật Di Đà bởi vì cái Phật Di Đà đang thuyết pháp bên tây phương hay không nhỉ về học trực tiếp đi những cái khác chúng ta về học bên đó đó nè nhưng mà có cái trở ngại cái mặt cảm cùng tử cái mặt cảm cùng tử là gì quý vị đó cái mặt cảm cùng tử đó là cái vết thương lòng và cái vết thương lòng này chỉ có phương pháp sẵn có nói việc ví dụ như là có những người người ta thôi con là nạn nghiệp lắm người phụ nữ để sanh đẻ rồi con cái rồi đủ chuyện hỗn loạn hết các con về không được đâu con niệm Phật để đi sâu lòng người con làm ông thầy của xuất gia vì con nghe thầy nói nó dạy bái quát thôi để sau khi con chết rồi con tu cho mẹ cái thái đời này xong rồi con ra rồi con sẽ đi cái nhà nào mà nó đi tu á con đi tu rồi con cạo đầu vô chùa xin thầy đi tu thời gian con giảng pháp rồi này họ con cúng bộ khoái nó về đi phương thôi con làm vậy thầy ta đó là cảm phụ tử ha tức là mình nghĩ đến cái nghiệp của mình nặng quá
và mình nghĩ đến cái mùi của họ có bổ sung lên cho mình nghĩ vậy. Đó là mặc cảm về tự. Bên trong á thì mặc cảm và bên ngoài là bên trong là tự ti, mặc cảm bên ngoài là tự tôn. Tự tôn tức là mình thấy rằng mình là ngon hơn thiên hạ, mình là đệ nhất, mình là giỏi hơn. Dẫu cho một ngày mình bị 10 muôn mà không tiêu cái hạ cũng là niệm Phật vô thức. Thời gian nhận niệm Phật quay cho mình niệm Phật vô thức rất là nhiều. Cái thời gian nhận niệm Phật của Ngài Hạ Nguyên Tư. Mà Ngài Hạ Nguyên Tư là cái rất là thú cái vô lượng thọ này. Mà Ngài còn niệm tổ là đệ tử của Ngài Hạ Nguyên Tư. Mà hoàn niệm tổ một ngày niệm 16 muôn, một muôn 10 ngàn. Ai chỉ đạo Phật, ai chỉ đạo Phật ngủ có 2 tiếng thôi cũng được 16 muôn. Biết ngày giờ ngày sanh mà chưa muốn ngày sanh để cho Phật về Đại Nam. Ngài cũng là con người thôi, phải không nè? Đó, cho nên thành ra chúng ta là nữ niệm Phật. Sau đây chúng tôi giảng xong một cái cuốn thân nữ niệm Phật này là mười nghĩa. Và chúng tôi sẽ, ai cần chúng tôi sẽ đặt nhiệm vụ. Đặc biệt qua những của chúng ta, hình Phật kinh văn nghĩa đều tặng hết. Bởi vì tặng hay gọi là ấn tấm của nó còn đức, còn phát tặng của nó còn đức. Phát tặng là mình thức trao của nó còn đức. Đó là những nó ấn tấm kiếp tiền của nó còn đức. Nhiều tiền nó có gì gọi là ấn hoặc là phát hành nhiều, nhưng mà cái đó thì là phương tiện để gieo Phật pháp rộng. Còn cái công đức của cái người chúng ta gọi là người không nói là phải ấn tấm là công đức của người công đức tâm, chứ không có hiểu được sáng hạn đúng không nè. Cho nên thành ra thưa quý vị, đặc biệt của ngày 21 chúng ta chú trọng, và chúng tôi cũng không ngờ là khi cái phương pháp tôi ở đây đó, cái phương pháp tu ở đây đó là lễ Phật, kinh hành và tánh thị chung, và rất chú trọng về vấn đề lễ Phật. Bắt đầu bước vào dân hương sắc thân như thế đẹp xong là gì, là chúng tôi hành lễ liền thường để quan trọng đầu để thanh là mẹ hải chung hành lễ rất nhiều. Và sau khi con mua xong cũng là tiếp tục sẵn có hành lễ. Nếu ai không có sức khỏe mà quỳ lễ, mà quỳ lễ không hay bằng định lễ. Nhưng mà chúng ta lễ Phật ở tại nhà thì chúng ta lễ sao? Vừa rồi có một cái cô Phật tử ở bên miền Bắc Cali bị ung thư giai đoạn 3 và đã đi gặp vừa tổ phổ vừa tổ tiên, và khi gặp được điểm của Hoàng Thượng Đệ Thông thì có biết đường đi, biết đường đi mà chưa vô được cái pháp môn luôn, thì có con nghĩ là thế. Và con cái điện thoại đến xong, cái đó có 48 lần nguyện xong, cái con gọi điện về cho chúng tôi. Chúng tôi kêu bây giờ con phải lễ Phật thì mới chuyển được bệnh ung thư của con. Bởi vì Quách Huệ Tâm là bác sĩ mà cũng bị ung thư, nan y và di căn, mà bác sĩ đã là hết. Thì con nghe con kêu bây giờ là như thế nào, không phải là chúng. Ở đây quý vị, đây cũng là cái điều kiện của quý vị học nha. Một mình ở nhà thì mình niệm như vậy, bởi vì không có đại phương. Nhưng hôm nay chúng tôi làm ra được cái đĩa là để Phật kinh hành thì chúng có hình. Thì quý vị nhìn vô cái hình đó quý vị mở ra, tức là quý vị tu chung với đạo tràng nó được một cái nhiêu 60%. Bởi vì cái này có âm thanh và hình trong cái TV, chứ không có đạo tràng thực tế thì nó giảm 40%. Đó nè, thì có cái TV phát ra chứ không có tư tưởng con người. Trong này cả bao nhiêu nhóm này lại thì cái năng lực của tư tưởng nó thành và là tiết dẫn lực, cái lực người này đã giao thoa cái lực người kia và là tiết dẫn lực thì nó được 100%. Nếu ai tâm thanh tịnh, còn khi chúng ta mang tâm về thì chỉ có cái tiên vi nó khác là thanh, nó không có cái lực của đại chúng mà có cái lực đại chúng tâm thanh. Vì vậy cho nên thành ra khi mang tiên vi về, mang cái đĩa này về mà chúng tôi sẽ tặng cho quý vị, thì khi mang cái đĩa này về thì quý vị mở ra trên bàn thờ quý vị có tiên vi, quý vị mở ra quý vị không vô. Và sáng nay chúng tôi thấy cái điều này bốn chữ. Điều gì bốn tự đi kinh hành tiếng đồng hồ chúng tôi thấy không ạ? Vì cái lực điện này nó không có buồn, cái lực điện này không, cái câu điện này, cái điều điện này nó không mất lực, tức là nó không có lê dài lương hơn mà nó cũng không có buồn, mà nó càng ngày nó hưng phóng, nó lăn lương cười lên. Thì như vậy cái điện điện này dễ cho công phu gọi là phải trong thân nhận được là âm điệu phải hài hòa và tiết tốt tiết ốc. Âm điệu thì còn phải đồng bộ hài hòa để học thì mình mới được con người được. Cho nên thành ra quý vị ở nhà cùng nhau, quý vị chắp tay với chiếc mặt nạ Phật nguyện hương rồi xong hết không có ý thức rồi, mình niệm 12 lần là 3 hơi, 1 hơi là 4 lần, 4 chữ
A-di-đà-phật. Đó là chúng ta không có sức khỏe thì thấp nhất là 4 câu một hơi. Và nếu ai có sức khỏe thì 4-8 câu một hơi. A-di-đà-phật. Thì thở của quý vị là cứ một hơi 4 câu là vừa. Mình làm 3 hơi như vậy là 12 câu. Mình quỳ thấp. Quỳ thấp mình làm 1 hơi 4 câu. Nếu mình quỳ thấp là 1 hơi 4 câu. 1 hơi 4 câu xong rồi cái bắt đầu mình lại xuống mình niệm Phật. Lúc lại xuống mình không niệm nữa. Rồi bắt đầu mình lại xuống mình niệm Phật. Và khi mình lại xuống mình niệm Phật, mình đứng lên, mình hít thở ra. Thở ra hết, tự nhiên tới tập như người mình ra hết, mình bước dậy. Mình sáng xuống tiếp mình niệm nữa. Thì cái cô này chúng tôi chỉ cho cổ xong cổ rồi. Không ngờ, không ngờ lúc trước là người đang xạ trị, đang vô thuốc, bị ung thư di căn, đang vô thuốc, mà lái xe như vậy từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều không biết mệt, mà lạ kỳ. Mà lúc trước lại thì nôn nóng lại hào hào, có ho ra xong nằm dẹp để hỏi chứ gì. Bây giờ một ngày có tu 3 tiếng, và một ngày 3 tiếng thì lại khoảng có 45 phút, có khi bây giờ sẽ lại khoảng lên 1 tiếng. Và nguyện rằng một ngày phải lại 3 tiếng đồng hồ niệm Phật. Và 1 tiếng đồng hồ thường là nó tương ưng vào khoảng là 5 đi mấy à, bài 8 hay là tiếng đồng hồ tương ưng 8 hay là quý vị khác nè. Đó. Thì như vậy có kêu là con không có ngờ đang vô thuốc, đang xạ trị mà đang ung thư di căn giai đoạn 3 mà sao bây giờ lại có cái kiểu này. Cái này con nó rất căng thẳng, nó rất sự thật. Mà lại học kiểu này bây giờ cái sức khỏe của con thì tin không? Có thể là con nói chuyện mà phải nói là người ta không biết con bệnh. Và cái xác nhiệm của con là người ta không biết con bệnh. Nó hồng hào đây. Lúc trước thì lo sợ mình mất ngủ, mất ăn. Bữa nay ăn gì của con cho nằm xuống là được. Còn cái điều này rất ghi diện. Cái điều này ghi diện à, đó là cái nhân chứng sống mà chúng tôi rất rõ ở cái bộ ban của chúng tôi. Và một người đặc biệt hơn nữa là một cô trong tiền nhạc của chúng tôi bị. Cái bệnh này đặc biệt là hôm nay có con mổ lên để mà làm lễ cho mẹ mổ là 4 tiếng này. Và hôm nay có phát tâm để có nhiều để lại cho à, để mà ăn một ngày có nhiều là để mua sơ để nó. Thì như vậy có bệnh ở trong nhà thương bác sĩ Mỹ thì không ra bệnh. Mà cái bệnh kỳ quá, rất lạ luôn. Ốm, ốm nghe nhé. Mà bây giờ cũng lại có ngồi lại cái việc chứ không phải là đứng lại. Có ngồi lại có tập lan đi chào Phật hay đi chào Phật của lại 3 tháng của hết bệnh của đây còn tột đẹp này. Không hà này. Có kêu là sẽ đọc đầy năm gia tâm của đại hội sẽ về. Hội sẽ nói những tâm trạng của mừng các nửa phần trái đất khổ tu với phương pháp lễ Phật mà cũng có kết quả. Cái điều này chúng tôi không phải quảng cáo mà chúng tôi nói được vì cái tầm giá trị của lễ Phật nó diễn biệt rất quý vị. À, và hôm nay nguyện thứ 21 có nói cái vấn đề sám hối để làm sao để chúng ta đọc cho quý vị nghe chánh kinh nha, gọi là chánh kinh nguyện thứ 21 của Đức Phật Thích Ca. Amen. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi. Bất cứ ra cái nguyện nào cũng hay là đại đưa nghe danh hiệu tôi. Cái thành viên nghe danh hiệu tôi, hệ niệm của tôi. Hệ niệm tức là nó là biết tâm hệ niệm. Phát bồ đề tâm kiên cố bất thối, gieo các cội đức, ý tâm hồi hướng muốn sanh về Cực Lạc thì không ai cản được tội nghiệp. Cái chỗ này nếu ai ý tâm, ý là cùng cầu và tha thiết mà muốn về cõi này thì tất thì được tội nghiệp. Nếu có nghiệp ác đời trước, nếu có nghiệp ác đời trước tức là tốt nghiệp và nghiệp ác đời trước, nghe danh thì tôi liền tự hối lỗi, tu đạo làm lành liền trì kinh giới, nguyện sanh khổ tôi chết đi chẳng còn vào tam ác đạo nữa, liền sanh trong khổ tôi. Nếu chẳng được như vậy chẳng được không nhận nguyện tâm để cái này nghĩ ra cái này à. Cái nguyện này là cái nguyện mà ngài Hạ Liên Cư nó ghi chú ở dưới đó, là nguyện 21 sám hối vãng sanh. Cho nên thành ra hôm nay chúng ta là cái pháp hội chúng ta
đề sự quan trọng của vấn đề sám hối. Và cái sám hối lễ Phật này ngang với là niệm Phật điện chung, ngang với đức hạnh và còn nhiều hơn đức hạnh nữa. Vì sao này? Cho nên trong cái việc sám hối này nó sám hối là sao? Nhưng mà hồi trước đến giờ chúng ta sám hối gì? Bởi vì còn có một cô Phật tử là sẽ còn thầy ơi, con niệm Phật như nào mà con thấy tội con nó nhiều quá con sám hối lên hồi sáng. Có một cô gọi lên bây giờ con phải sám hối Phật nào này? Cái cô phải sám hối niệm Phật nào để sám hối Phật đó? Cô sám hối cô lạy để cô cảm với Phật đó, cô lạy để mà tâm của cô với tâm của Phật đó nó thông đồng, nó giao thoa với nhau, gọi là năng lễ sợ lễ năng công đức. Tâm của mình với tâm Phật nó ngang nhau, nó đồng nhau, nó thông nhau. Sao nè? À, mình lạy một Phật mới có thể cảm được. Và thường thì không, mình lạy Phật trước, bạn Phật mình vô Phật sau, mà lại bạn Phật cuối cùng không cảm Phật nào thì có công đức lại Phật chứ mà không cảm được với Phật. Quý vị thấy là cái chỗ này cũng quan trọng. Cái này không phải là mình, cái này không phải là mình gọi là mình bán thứ nhất là mình tu tập mình cái đóng khung đó nè, mà chúng ta tu tập đây là vô trường lớp của đại học rồi. Từ lớp 1 quý vị học lớp 12 là bao nhiêu môn ạ? Và có sự kiện liên hóa đủ thứ môn đúng không ạ? Nhưng mà khi vô đại học thì chúng ta ra chuyên khoa, và bác sĩ cũng là chuyên khoa, chuyên khoa tăng người học, chuyên khoa học chuyên khoa học. Thì cái người mà chuyên khoa là bao nhiêu quý vị? Còn cái người mà người ta cứ đứng ngay lớp 2, đứng ngay lớp 12 cũng là giảng viên đại học, chúng ta không bước vào đại học, là chúng ta tu đủ thứ hết trơn, gọi là sen tạp mà tu. Cái trở ngại không bản sanh gọi là sen tạp mà tu, gọi là trở ngại không bản sanh sen tạp. Và cái rất rối trở ngại hơn nữa đó là gì? Chúng ta bị hỗn độn, chúng ta bị hỗn độn. Hôm nay chúng ta tu có môn tịnh độ, chúng ta không để thấy rồi. Hàng ngày chúng ta bị thọ truyền vào bụng cái vô lượng thọ, rảnh rồi bắt đầu thì tiếp tục niệm Phật. Thì trong lúc mình quý vị niệm Phật như vậy, quý vị niệm Phật đang trì cái vô lượng thọ. À, cái chỗ này là cái chỗ thông thế quý vị nha. Nếu chúng ta hàng ngày mà tập liên tục cái vô lượng thọ này, chúng ta là không nổi đó. Một ngày ba bộ chúng ta là không nổi, thì nó suốt ngày. Thì bây giờ chúng ta làm sao mà thọ trì cái vô lượng thọ để mà tập tụng vì người giải thiết? Thì chúng ta chỉ niệm một câu A Di Đà Phật bốn niệm đồng với chúng ta thọ trì cái vô lượng thọ. Một là tất cả các đồng, đây là bí quyết để chúng ta thành tựu được đó nè. Còn thọ thì cái thói quen là hàng ngày chúng ta phải giữ gìn cái di niệm Phật này, sống lại cái di niệm Phật này. Chúng ta sống lại thọ quen, sống cái di niệm Phật không phải là đơn giản. Ngài Đức Sơn Bộ chia sẻ rất rất với bộ nghe lên bước 30 năm sống với cái thánh nghe không? Đó là tố bộ. Nhưng mà phải điện tu à. Nhưng hôm nay mình niệm Phật là đốn điện tương đức, đốn điện sâu Phật. Nghĩa là ai chỉ đạo Phật mình điện về một thầy, một thời gian nó ngộ được từ thánh chỉ đạo rồi. Ghi tâm tịnh độ nó ngộ hồi nào hôm nay có cái đặc biệt uống thuốc vô đi được hết được hồi nào quý cứ niệm Phật đi được hết tất cả hồi nào hôm nay hết hồi hôm nay mà nó hết hồi hôm nay cái thuốc nó sẵn dưới cái gia vị của nó mình thật thà là lão là vậy thôi đó lão không mà niệm đi chuyển nghiệp ờ cho nên thành ra mình niệm một câu như là Phật mình từ từ nó ngộ được cái bản năng nhiệm vụ. Tức là đồng với tịnh độ là chúng ta tự đánh chí đàn trong tịnh độ. Mà một câu ý là Phật thầm thà sám hối nên đi tháo lưỡi kiếp tổng tội sự tình. Quý vị tháo này thầm thà sám hối nên đi tháo lưỡi kiếp tổng tội sự tình, gọi là kính luôn quý vị, gọi là kính luôn. À cái này vậy mười luôn chúng sanh nghe danh hiệu tôi hệ niệm khỏi thôi. Hệ niệm tức là luôn luôn chúng ta phải biết tâm để nguyện sanh tây phương phát bồ đề tâm, được bồ đề tâm khi có khỏi. Nếu chúng ta không phát bồ đề tâm để bản sanh, mà không phải phát bồ đề là xong mà phát như nào liên tục ngày đêm nhớ niệm khổ tôi, ngày đêm nhớ niệm danh hiệu con. À bây giờ làm sao chúng ta ngày đêm này ở đây chúng ta mỗi ngày đều có người đi tại con phải phát tu vậy tinh tâm và hộ tu của nó là lúc đó một năm là bảy cái phần thấp, một cái phần thấp là bảy buổi ngày tăng đến 200%, có nhiều người mới được vô. Và gì nữa quý vị? Và người ta được 16 tiếng. Mà cái 16 tiếng buông ra rồi không tiếp tục, nó còn giá trọng 5 tiếng. Đấy vậy.
nó khó là cái chỗ này, nó khó là cái chỗ giác ngộ. Bây giờ chúng ta làm sao để khỏi giác ngộ đây? Muốn khỏi giác ngộ thì ngoài cái thời đại pháp hội này, ngày mai bắt đầu chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ đầu tư nữa đó, thì một ngày chúng ta tư như vậy 10 tiếng, khi ra khỏi pháp hội rồi tiếp tục chúng ta thì ai đi đâu niệm Phật lớn tiếng nó vô được 10 niệm. Thế nào? Họ là thành viên. Đúng không quý vị ạ? 1.000 niệm nó được 100 niệm. Cái ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật. Nhưng mà niệm một thời gian cái âm thanh này á, nó có cái lực giống như là một ca sĩ á, nó lên hát. Còn giống như là Phật Sơn lên hát cái bài tình ca. Bởi vì nó sáng tác cái bài hát này. Ông Phật Sơn, ông ca sĩ này, ông nhạc sĩ ông sáng tác bài hát này. Mà ông làm gì nữa? Ông ngâm mình rồi hát đi, hát lại, hát tới, hát luôn, hát nhập tâm luôn. Lên là không phải nhớ đoạn nào nữa, mà lên là tự nhiên cái bài hát nó tuôn ra. Và ông ngâm nga, ông hát một cách tha thiết như vậy, thì nó làm rung động cái khán giả. Đúng không ạ? Ca sĩ nào mà hay, là giọng hay, không những giọng hay, mà còn không phải ngâm mình qua cái bài hát đó. Và bài hát đó được học gọi là cuồng lòng luôn. Và nó nhung nhĩ luôn, ngày nào cũng hát hết lên. Thì khi lên rất một cái dòng hát lên, cái năng lực nó tỏa ra và nó làm cho mọi người rung động. Đúng không ạ? Hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta không lên một câu ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật, ai đi đâu Phật. Một lần, năm lần, một triệu lần, 10 triệu lần, một ngày 10 muôn, 5 muôn, có năng lực. Khi có năng lực rồi, người ta sẽ nghe âm thanh niệm Phật mình rồi làm được người ta thì cầm hai cái văn bản mà bản thân ta chúng ta thì chúng ta khỏi quyền là gì? Thế là gọi là quy lùi gì thế? Quy lùi gì thế? Cỏ cây cúng người tất cả vạn vật nước rồi bông hoa nó nghe con Phật. Chúng ta nói cái này thì quý vị biết không, những cái nước rồi thì niệm Phật một thời gian mình biết sao không có khổ lắm. Nó lắc lắc nhẹ, chúng ta lắc nhẹ không có tiếng gì. Nó cảm quý vị hoa như vậy này, chúng tôi để vậy thì để coi như đâu có nước bao nhiêu không, cắm lên một sọt cao nè để niệm Phật như vậy. Chúng tôi để lương đạo đàn niệm Phật, nhưng mà tôi bắt đầu ngày mai rồi đó, mà đâu như vậy nha, lòng bàn nó có cái cảm giác của nó, cái dây mắc cỡ rồi nó teo lại, nó có cái giác tức là cái cảm giác của nó. Cây đang sống chặt ngang rất là éo liền, cái cảm giác nó có, nó cảm nhận được. Và khi nó nghe con niệm Phật, cái âm thanh gọi là âm thanh thù thắng quy diệu trong thanh âm. Khi nó nghe âm thanh này rồi, nó sao quý vị? Bắt đầu nó ương ra, nó nhụn ra. Nước cái này là niệm Phật, một cái là nước. Ông tiến sĩ em tô, ông chụp cái nước, ông lấy cái bọn đó, ông còn tiên những cái ánh sáng ra, gọi là cam lồ thị. Ngài Đại Phong gọi là lễ Phật uống nước bằng lực. Mà đời mắt chúng ta, từ lúc chúng ta mỗi buổi sáng để Phật tu xong hai tiếng rưỡi xong bắt đầu ra nước quan âm lại được lấy nước uống, gọi là để Phật nước âm được quý vị nào là. Và khi con người mình nằm trong bụng mẹ thì cái nước này nó được 90%. Khi ra khỏi bụng mẹ thì bản thân chúng con nước gì tích dung tích nước 97%. Và khi già như các vị còn 70 tuổi trở lên dung tích nước còn 5%. Nếu quý vị chắc khô cái âm thanh lại thì nước một nửa mà sáng một nửa. Cái này là một cái sẽ của con mình đó là. Và lấy cái nước này, khi mình bị mọt thì nước này thay đổi. Nước bên ngoài thay đổi và bản thân nước trong tâm cũng thay đổi luôn. Mà nước trong tâm thay đổi thì nước là quý vị khác ạ. Thì khi mình bị mọt như vậy, nước trong người mình là máu nè, là nước biến nè. Nó tinh khiết, nó không bị ung thư máu. Nó không bị những cái vị lan tiên về máu. Và tất cả những sớ từ trong người mình bắt đầu thay đổi. Khi mình nổ sắc lên, mình tuôn bội lên thì máu mình khác mà lắm. Còn là trong người mình bắt đầu thay tế bào mình khác. Và khi mà mình đi còn thanh tịnh rồi, nó lâm lâm cái nhẹ người lên, bắt đầu gì? Trong người mình đó, nó thay đổi lại. Những sớ từ bắt đầu được hoàn thiện, nó được hoàn thiện. Như vừa rồi, chúng tôi sẽ được vào nước uống. Uống hết một ít nước uống xong, sổ sắc nó rồi. Mà trong người chúng tôi nghĩ rằng
ngày sau mà nó làm 3 tiếng như vậy thì tôi đọc không thể tưởng tượng như một ta xổ nước muối sạch rồi mới có cái thể thể đó mà xổ sạch nước trong rồi đến chiều nó cần không đi nữa, sáng ngày mai nó còn vừa nó quậy quằn lên. Chúng ta áp dụng thêm cuốn sách điện tử đi về đâu có để nhìn thang chỉ có thêm 2 ngày nữa là đã được còn đen tụt tụt ngày để giờ mà nó không tăng không thể tưởng tượng đây là chất mầm bệnh để cái thông tin và do đâu cũng muốn do đồ quá chất nhất là chúng ta nên ăn mặn nữa ăn thịt ha cú á nó cho những quá chất không u lê 6 tháng là bạn nổi nở bung không cái da thịt lên cá bất cả những cái đồ nó cho quá chất trái cây của em tiếp cuốn nó ngâm cuốn luôn ngủ nổ cuốn lên trên để tất cả cái đồ này nó được tổng cho người chúng ta nhưng mà người chúng ta rất đề kháng nó mặn thì nó chưa hoàn thành khi chất đề kháng bắt đầu yếu rồi bắt đầu hoàn thành bắt đầu hoàn thành là cho nên chúng tôi nói là cuộc đời này gọi là một cái cặp gọi là thanh lọc cơ thể quá thanh lọc không ngờ được chứ mà nào vì sao này cho nên thành ra khi chúng ta mà thực sự chúng ta thành tâm mà để lại còn cái xã hội á thân chúng ta sẽ hay hơn cho nên thành ra trong đạo của chúng ta rất nhiều phương pháp xã hội lương hồn xã là một xã hội từ quý vị sáng chúng ta xã hội và họ cũng là xã hội lương hồng danh ngũ sáng là 108 ngày để 1 tháng 2 ngày chúng ta lại cái sợ chúng ta lại không nổi mà 1 tháng là 2 ngày sáng nói mà lại thì không được đâu không đủ sức hàng ngày chúng ta phải lại và ta đi học ngũ ích danh rất nhiều để cho tùy theo căn cơ chúng sanh hợp với cái pháp nào lại bị tu cho nó hôm nay chúng ta một Phật A Di Đà chúng ta lại đạo tràng chúng ta đồng bảo và chúng ta lại đi lên thành của địa phương từ biết từ cái gì vậy chúng tôi niệm bốn câu bốn chữ cái điều niệm quý vị thấy rất là có lực nhưng mà khi chúng ta đứng thì chúng ta phải niệm có lực mà đi cái hành bắt đầu đi nhiều lại được để khi lúc này chúng ta đứng này A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật đó là chúng ta đi còn chúng ta đi cái hành là A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật thì nó khác đúng không ạ? Mà vẫn một âm điệu đó mà nó lên ra xuống thì theo cái lúc chúng ta cái thần hóa chúng ta còn chúng ta thì luôn A Di Đà Phật 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 cái kiểu niệm này là cái kiểu niệm mà cổ ngài Hoàng Niệm Tổ á nói của ngài Di Lặc mà nói trong thời những người niệm Phật là từ nhập đến Phật không được từ nhập đến nhập và niệm cái kiểu này là liên quan trước cái thế ra chi ra thế còn tưởng không ra thì còn cái gì nhưng mà chúng tôi thấy thực sự là thú vị nhất là cái bài Phật thú vị nhất là bài Phật bây giờ mình lại còn làm sao mình với Phật Di Lặc để cảm nhận có một cái người cũng lớn tuổi rồi đẹp cũng 60 tuổi rồi nghe chúng tôi nói về vấn đề lại Phật đưa cái cuốn lễ Phật đi học chúng về chúng tôi hàng buổi sáng trước lễ Phật nhất quan trọng buổi sáng bởi vì buổi sáng chúng ta lại có kết quả là trong một đêm người ta đã ngủ say rồi người ta ngủ yên rồi thì cái tần số này để cái đánh giá người ta nó không có bị tham sân si ngã mạn không bị cái tâm là tập đố thể hiện tức là cái bản cái ý thức người ta tạm nó đi vì nữa cái ý thức người ta là tạm nó đi nhưng mà còn cái mạng tha thức nó vẫn kéo chủng tử ra cho nên chúng ta gặp ngọt thì cái này là do cái mạng tha thức là truyền tổng thức truyền chủng tử vô và tống chủng tử ra và chúng ta có cái động này là kiểm thức hành lý này quý vị còn nhớ không ạ cái mạng tha thức khi ngủ say thì ý thức không còn mà cái mạng tha thức thì nó sao nó lấy những cái chủng tử trong đó mọi ra là chúng ta mở cho nên là chúng ta mở cái máy điện thoại thì cái mạng tha thức nó buông tập cái chủng tử nó truyền cái chủng tử ai đi đào vô thì tất cả không gặp ác mộng và lúc đó chúng ta vẫn đang niệm phật trong tâm là mạng tha thức đang niệm đang ghép chủng tử vô cái này là cái vi tế về ý thức học chúng ta có thể quyết định rất là hữu hiệu cô đó chuyên môn ngủ là ác mộng mà mở máy điện thoại không còn cái gì này đó cái mạng tha thức là nữ nó canh cửa mà nó lấy chủng tử nó trong ra thì chúng ta mới có mộng phải không này và nó rút cái chủng tử ở ngoài vô là câu chuyện họ chúng ta mở mà ngủ nha ý thức ngủ và bạn nam họ tiếp cận cái việc này ngủ họ do cái đó cái này quý vị nên để thành cái chỗ này là câu ví dụ nha
Và thưa quý vị rằng khi ngủ say thì ý thức nó làm lắng yên. Khi cái ý thức nó lắng yên như vậy thì cái mạng tam thức không cần làm gì. Quý vị thấy không nè, cái mạng tam thức còn bị nó móc những tưởng tượng ra và nó gì, nó móc những tưởng tượng ra chúng ta nhận một và nó kéo những cái câu ấy đi học vô cái tưởng tượng vô và truyền tưởng tượng vô và nó là truyền tưởng thức. Cái chỗ này là chúng tôi nói về cái gì vậy là bước đầu khi mình không quen mình mở máy mình cứ nghe cái gì học hoài ngủ được sợ quá thì mình nghe ít lại để nó ngủ. Rồi về sau cũng không quen luôn là không có mấy điện thoại ngủ được, cái ghiền luôn. Có nhiều người mở nhạc vàng ngủ được, không có nó run run đầu tai. Có nhiều người mở nhạc thảo tấu á, riêu vô để ngủ được. Nó thành thói quen không, mà mở không điện thoại nó tiếp cận nhiều người vô. Đó nè, thì như vậy khi chúng ta sám hối, khi mà chúng ta lại sám hối như vậy, cái ý thức này nó chuyển thành gì quý vị biết không? Thành chuyển quan sát đi. Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật thì cái mạng tam thức này nè, cái gì nó thức nó thành bình đẳng thanh tịnh, nó không còn phân biệt nữa. Cái phân biệt chấp trước lại thành bình đẳng thanh tịnh, và cái A-la-gia thức nó chuyển thành đại viên đại tính. Ai nói cái gì trong A-di Đà Phật không rời khỏi biển, không rời khỏi tâm, nói rồi tự bay đi không dính được, nó dính cái câu A-di Đà Phật trong tâm. À, vì vậy cho nên thành ra ở Đại Quan Thế Thất dùng cái phương pháp sám hối để cho chúng ta đi vào một cuộc và đúng ngay cái nguyện thứ 51 là sám hối được bản sanh. Mà sám hối ai? Sám hối một Phật già có một con tuổi cho nhà địa không sám hối thì buổi sáng mà về Phật cái hồi thức A Di Đà Phật nhớ là khi chúng ta còn khỏe chúng ta niệm như vậy, còn khi nó có năm chung thì chúng ta niệm sao? Người yếu rồi chúng ta không mong như vậy, người ta kéo không nổi, chúng ta phải sao? A Di Đà Phật. Chúng ta thấy cái đạo tràng hoa sen đó, ở Đà Nẵng nó thành Phật. Chúng ta cắm ngay cái điện niệm này khi mà hộ niệm trong Dương Biết và Trần Nguyên Hằng. Niệm để cho cái người bệnh niệm theo, chứ không phải là người hộ niệm niệm mà ai mới niệm. Thấy không nè? A Di Đà Phật. Niệm hơi thở của người bệnh và cuối cùng người bệnh niệm được. Mà lúc người bệnh niệm được bọn gia trái chủ vô niệm cũng nổi. À, thì con nói Trần Nguyên Hạnh á, Trần Nguyên Hạnh gặp con gia trái chủ vô là vẽ cổ mấy miệng dục mình trong lưng để thấy rung rợn luôn. Mà niệm lúc đó thì con nói nó không nói không kịp hả niệm con nói tức là tâm thanh không có tròn được do cái con gia trái chủ nha. Thì cái ông này ông sáng rồi rồi chúng ta kêu con thơ quý vị nghe rất là canh khuya tỉnh lệ Phật Di Đà trước mặt gương nga còn đúng mặt, tức là mỗi buổi sáng kia là tỉnh lệ Phật Di Đà. Bởi vì khi mà cái tâm linh con người đến một cái mức độ của tối nó ngủ rồi á, cái ý thức nó lắng yên á, thì cái y báo cái tránh báo của cái tâm thức mình á, nó không có bị dao động ngã mạng tham sân si á, thì sao quý vị? Thì lúc đó cái tránh báo yên thì y báo yên. Quý vị hiểu cái này không? Tức là ngày có nhiều gì thấy cái bằng số nó giao nhau. Nó rung động với nhau trong con người suy nghĩ tính phóng hơn thu giật dần tranh dần chém giết đủ thứ sẽ ra trên ganh tị đủ thứ trên thì cái tầm số của người giao con với nhau thì nó làm thành cái năng lượng từ trường dày đặc, cái tầm số của mình không đục thủng ra cái cảnh không dài nó khó quá. Thì buổi sáng cái tâm con người đang ngủ đi trước dậy 4 giờ sáng rồi 3 giờ 5 giờ dậy dần lúc nó chuyển mình từ cái giờ năm qua cái giờ dương, cái lực của vũ trụ rất là lúc đó bắt đầu là mình mới vô mình lại sám hối. Lúc đó bạn gọi được mình đi mà không đi không thể được sáng đại trời là niệm mà có vô lượng thọ không chúng còn di vô để gọi liền hồi sáng cụ thể 45 phút nhẹ nhàng không rất là thành tâm nhẹ nhàng không biết mệt là gì và già tám mươi tuổi lại con lành luôn rất là chậm lại do coi là còn hiểu cái gì hơn cho mình đâu đó. Và cuối cùng ông lại làm sao căn khuya định lễ Phật Di Đà cứ vào giờ khuya sáng là ông lại bởi vì sau khi mình ngủ một giấc dậy con người rất là khỏe tinh thần rất là sáng láng và còn đang đoán kia hết trơn thì lúc đó mình lễ như vậy cái tâm mình phải cảm được Phật Di Đà bởi vì cái năng lực tần số nó không có dày đặc và lúc đó nó thanh tịnh yên ổn cả một vũ trụ này cả một cái bản Phật này nó đang yên ổn thì như vậy cái tâm mình nó dễ cảm Di Đà để đọc thời căn khuya định lễ Phật Di Đà trước mặt gương ngang ngồi đúng tầm giác tánh bên này sống được sáng hồ nhiên được nhận Phật là tâm. Còn bài này là hay tức là ông đang lại Phật Di Đà và căn nguyên là lại Phật Di Đà trước mặt gương nghe là để từ Phật Di Đà chúng ta lại Phật Di Đà là phải để đối tượng chúng ta lại Phật Di Đà thì chúng ta phải đem Phật Di Đà nếu ai hôm nay có thật là không thảo này
thì hôm nay chúng ta tu có môn tịnh độ thì đặt bổn tôn Đức Già lên trên điện, Đức Quan Âm phải phát nguyện, hoặc là ở một bên hoặc là ở dưới, phải để ông Già để đối tượng chúng ta. Khi chúng ta nhìn Phật nào thì sao? Thì khi chúng ta vãng sanh thì Phật đó sẽ được nhận. Hôm nay chúng ta thờ Đức Già đúng không ạ? Phật nào cũng là Phật, nhưng mà Ngài Đại Thế Chí nói rằng đô với cực căn mắt phải nhìn đối tượng Phật mình lên, mình làm đúng cái lý pháp đi. Mắt phải nhìn đối tượng Phật lễ, lễ Phật nào phải nhìn đối tượng Phật đó, gọi là đô với cực căn đều biết. Mắt nhìn Phật, mũi nghe mùi hương, tâm viết vào câu ấy là Phật, mắt mình nhìn vào tượng Phật và mình tập danh hiệu Phật lên, gọi là đô viết cực căn tịnh niệm tương kế, bất cả tôi tiền không còn tôi tiền gì khác, bây giờ qua mọi hảo đủ rồi, từ các tâm hai. Ngài Đại Thế Chí nói trong kinh Lăng Nghiêm rõ hết rồi. Thì khi mà ông đang lại Phật thì ông treo cái hình Phật Di Đà trước ông thờ Đức Bổn Sư. Ông kêu bữa nay con tu tịnh độ thì sao thầy? Kêu phải để Đức Phật Di Đà đối tượng để chúng ta lại. Thì ông kêu trước mặt gương nga và đứng tầm, cái hình Phật rất là đẹp, gương long lanh long lanh đẹp, rồi trước mặt gương nga và đứng tầm, trước mặt ông đứng tầm để ông lại giác tánh bên này sung được sáng. Ông đang lại cái gì đứng tầm thấy hào quang Phật, mà hào quang Phật từ đâu? Từ trong tâm nó thanh tịnh, nó luôn xuất ra. Thì từ trong tâm hào quang nó thanh tịnh, cái tâm mình nó yên ổn, nó luôn xuất ra, thì cả cái ánh quang bên của Phật, mà ánh quang bên của Phật là mười phương pháp giới từ cổ địa ngục và ngay hiện tại chúng ta đang ngồi cũng có ánh quang bên của Phật Di Đà, nhưng chúng ta không cảm được là do cái tâm kiến ngại ngã chấp, cái tâm phiền não chúng ta nó không cảm được ánh quang bên, chứ ngay hiện tại ở đây và bây giờ cũng có ánh quang bên của Phật, mình không cảm được do tâm của mình chưa khế hợp với cái tần số đi ánh quang bên này. Mà muốn khế hợp với cái tần số ánh quang bên này phải tha thiết thành thành kính kính, thành thành hoạt động, mà lại sống mỗi một thời gian tiêu ngã si ngã ái ngã mạn ngã kiến tiêu tất cả các ngã, bởi vì trong coi là Phật nó có cái năng lực để tiêu tiền nào tám mươi cái kiến tổng hội sinh tử. Còn đây đối tượng lễ là Đức Phật Di Đà, chúng ta sẽ lễ Phật Di Đà, đối tượng chúng ta lễ Phật Di Đà và nó giác tánh bên này sống rực sáng hồn nhiên tiếp nhận Phật là tâm hay, nghĩa là gì? Nghĩa là Phật nơi tâm mình đây này, nhưng mà mình chưa có lại Phật chứ mình không thấy. Hôm nay mình lại Phật mà lại thấy tâm mình hay như thế này, mà tâm mình lúc này nó hòa với tâm Phật, ánh sáng của ông hòa với ánh sáng của Phật Di Đà, mà ánh sáng của Phật Di Đà lớn là ánh sáng nó vàng kim mát mẻ dễ điều thanh lương và an lạc. Còn ánh sáng của ma là bực bội, là khó chịu, là làm cho mình hút xúc và xà nên nhớ như này. Mà thường ánh sáng của ma nó đồng với nhân quả là lúc đó tâm chúng ta đang sợ hãi, tâm chúng ta đang bị tán loạn thì ánh sáng của ma sẽ đi. Mà tâm chúng ta đã nhiếp vô niệm được rồi, nhưng lưu tình chi Phật xuống ánh quang minh xuống luôn, và lúc nào cũng khởi cái niệm lên trong ánh quang minh, nhớ là đã đạt được ánh quang minh, đã niệm Phật như vậy rồi thì khởi niệm trong ánh quang minh, sao Phật không lấy đi, đi chừng con đi, Phật lấy đi chừng cái, sao Phật không rờ đầu con đi, lấy đi rờ đầu, không phải là mọi người đâu. Lúc này là tánh pháp và lưu sức, câu ai gì là Phật nó lưu sức. Nhưng mà chúng ta chưa bước cái ngưỡng cửa này, ngồi mà để mà suy nghĩ cầu như vậy là ba của mình ngay. Lúc thì Phật không thể cầu, nhưng mà cảm được rồi tự nhiên nó cầu. Hay chỗ này chỗ đi gì? Chúng ta bây giờ bị đánh lộn con đen, bị lừa chỗ này. Thấy ánh vào lưng, thấy sáng sáng là khoái rồi, sẹt qua cái sáng khoái rồi đó. Không phải đâu. Phải là gì? Thực sự là ánh vào lưng của Phật giờ là khác. Lúc đó mình rất là bình tĩnh và thản nhiên, chỉ có là chuyện bình thường. Bởi vì nó đạt được cái tâm bình thường rồi, nó đạt được cái tâm thanh tịnh rồi, thì cái đó xuất hiện cũng là chuyện bình thường, chứ không phải là sợ hãi hoặc là mừng rỡ hoặc là khó khăn. Cái chỗ này nè, bởi vì sao nè, đó. Cho nên thành ra ông kêu là trước mặt gương ngang và đúng tầm, giác tánh bên này sẽ được sáng hồn nhiên được nhận Phật là tâm. Tâm của Ngài cảm với tâm Phật, mà mình có tâm Phật mà không thấy được tâm Phật là bởi vì nghiệp lực nó che, phiền não nó che. Muốn vẹt ra được cái màn quang minh đó, muốn vẹt ra được cái màn vô minh đó thì gì? Lại sao không? Có nhiều người phiền não không gỡ được, cái vết thương lòng không gỡ được mà lại thời gian tiên. Chúng tôi nhớ Ngài dạy rất kỹ, con có gì con sáng hóng không? Mà không biết gì sáng hóng thì là không biết gì sáng hóng là tức là sáng hóng bộ cái nào hợp mình sáng hóng. Nhưng hôm nay chúng ta sáng hóng một Phật Di Đà để cái việc này được liên tục trong không gian này, để chúng ta cảm một Phật Di Đà một đời này chúng ta về Phật, mà cảm một Phật Di Đà tức là cảm tất cả các Phật. Vì thế này, và cái đoạn như vậy này, nếu ai có ác nghiệp từ trước
ác nghiệp là trước mặt thành tâm sám hối thì những ác nghiệp này nó cũng đi. Ác nghiệp này đi rồi thì sao? Một trong ai là Phật. Đức Phật chỉ là có ác nghiệp lên. Ai thật thà chân thành là gì? Nó tiêu 80 kiếp là tội sinh tử. Hay như thế này. Tức là nếu chúng ta có những ác nghiệp rồi, bây giờ chúng ta phải tiện tu để từ từ phải trả, đúng không ạ? Nếu bây giờ chỉ là một đại quốc sư đã giết ông chuyện hết rồi đó ba, thì bắt buộc phải trả nghiệp 10 đời nó ra theo, đúng không ạ? Nhưng hôm nay chúng ta cũng lỡ giết nhiều người đã nhiều kiếp rồi, giết không biết bao nhiêu người, đêm là mơ thấy những người và bao nhiêu tội lỗi chúng ta. Chúng ta phải một đời ăn món, ăn một miếng thịt thì cũng phải trả một miếng, nhanh là ăn, nhanh đi vào đó là làm sao. Chúng ta giết một con thú bây giờ chúng ta phải đền lại một đời, đúng không ạ? À, cái đó là quy tắc rồi. Và có nhiều người, người ta nói là con ăn đâu có mang tội đâu này, bởi vì người ta giết con ăn. Còn cái người giết người ta nói thú ơi, heo ơi, bò ơi, bởi vì người ta ăn không giết mày, người ta không ăn đâu đâu giết bán cho ta, phải không ạ? À? Xong rồi cái người ăn người ta nói thật ơi, tao cũng thấy sợ lắm, nhưng mà người ta ăn, người ta giết người ta mới ăn. Ta nói vậy là cả hai luôn, phải không? Cái gì nữa, cả hai luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là nó liên hệ với nhau mà. Nhưng mà nhân duyên quả báo đó là không sai. Ăn một miếng trả một miếng. Hôm trước thì bao nhiêu cũng thịt ở đây. Lấy cái thịt của cái chúng sanh, một loại chúng sanh đó là nó có Phật tánh, nó có thể làm người, làm không? Nhưng mà từ cái gì nó gọi là chúng sanh, mình lấy chúng sanh để nuôi cấp vô thân mình cho nó lớn lên. Thì mình phải trả, mình phải thanh toán một món nợ này. Lấy từ nào? Thầy của ngài thì không có, mình phải thanh toán một món nợ này. Thanh toán cho bằng sạch thì mới chứng được quả vô thượng bồ đề. Nhưng hôm nay, nhưng hôm nay không phải mình trốn nợ, mà hôm nay mình đưa cái nguyện lực của Phật Di Đà để mình về Tây Phương, thì mấy con này bó tay, mấy con thú này bó tay, bó tay cấm con, phải không ạ? À? Thì bây giờ như vậy mình phải lại sám hối để lúc con gian cái chủ cho đến một bài hát mà người ta ngâm mình với nó, tập trung tư tưởng cho nó, hát cho mình xúc động. Một cái bài hát Phật mình tập trung vô mình niệm thời gian, khi mình niệm lên cái câu gì đó, niệm vô lòng người ta là chắc chắn là mình an lạc ở cái gì. Cái bài này buồn hay cái bài nghèo, nghe bài nghèo của ai á, nghe bài nghèo của ai á, cái bộ này cầu hát bài nghèo là cái gì, mình nghèo rất bắt khóc vì cái tâm trạng dính cái bài nghèo. Không nên mình hát là con như là Phật lên rung động thở từ tâm lên thở. Mà muốn như vậy mình phải tập trung tư tưởng vô cái câu này, Phật nó có hồn, nó có lưng nó sao rồi. Chúng ta vô cảnh mà đó nè, là hôm nay tôi là một tiếng hồn nó gì đó là Thuyền à đêm à con ma đơn à này à hướng à về khắp ma tất cả Đà Phật. A Di 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 Đ
Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tuổi.